Đây là một quả bom M118, là một cái loại bom rất là nguy hiểm. Trong khi đó thì quả bom này còn nguyên ở ngoài lổ. Thế nên chúng tôi cũng xác định phải đảm bảo an toàn cho khu vực và đảm bảo an toàn cho nhân dân. Thế nên là chúng tôi đã tổ chức canh gác bảo vệ và tối hôm nay là tổ chức di chuyển theo mệnh lệnh của Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh là lên để xử lý theo kế hoạch đảm bảo an toàn. Hey!